Hai cả nhà hôm nay hai mẹ con đi qua farm để mua mấy cái rơm với lại pumpkin đó để về trang trí Halloween đó cả nhà. Em mời cả nhà cùng hai mẹ con em đi mua đồ về trang trí cho Halloween nha cả nhà. Philip chọn xe này hả con? Đúng rồi, xe này chứa đủ được á. Rồi mình đi vô bên trong hen. Rồi con đi đi, mẹ theo con. Rồi con kéo hay mẹ kéo? Con giúp mẹ hả? Rồi đi hen, chừng nào con mệt nói mẹ nha. Rồi mình đi vô bên trong nè. Nguyên cái cụm này người ta trưng cái bông này đẹp quá cả nhà ơi. Em mua hết mấy cái chậu này luôn, mua nguyên một cây này luôn để về em trồng nè. Rồi mình đi đi qua mình lấy rơm trước đi, mình vô bên trong mình lấy rơm trước đi con ha. Kìa rơm đằng kia kìa. Rồi đó đó, rơm thuốc đẳng đó, lại mình lấy rơm. Người ta bó sẵn đó, đã xong rồi cái mình trang trí. Mình kéo qua bên đó luôn á con, để mình lấy bó rơm mình bỏ lên luôn. Rồi con dừng nó đi, con dừng nó để mẹ vô mẹ lấy ha. Không được rồi cả nhà ơi, cái bó rơm đây người ta làm bự quá, quá bự luôn. Em thì ý của em là em muốn mỗi bó nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, để em mua khoảng 3 bó là được rồi. Bó này bự quá, nếu mà gỡ tách ra thành 3 bó thì nó lại rớt ra tùm lum. Không được, không được, nhưng hồi em phải đi qua mạc em mua rồi. Cắn cái gì cho lum lên. Ừ, sao con? Cắn cái xe lum lên. Đâu? Xe cậu. Đâu? Xe cậu. Xe cậu đâu? À, ý Philip nói là mấy cái rơm này cần xe cẩu cẩu bỏ lên hả? Mình Rinh cũng nổi nữa, nhưng mà cái loại rơm này không giống ý của mami, nó quá bự, một bó nó quá bự luôn. Mami cần loại nhỏ gọn vừa vừa thôi. Để đi qua mạc mua đi, thôi mình qua bên kia mình lựa bí đi. Là băm kình ha. Đây. Trời, Philip nói cái này cần xe cẩu cẩu để bỏ lên xe này. Đây bí nè cả nhà ơi. Bây giờ em lựa mấy cái bí này. Nè, Philip mày bỏ xe này ha. Trái này à. Dễ thương quá. Thật sự thì năm nay trang trí giống như cho vui theo lễ hội vậy chứ cả nhà. Chứ em năm nay không dám đầu tư nhiều bí đâu cả nhà ơi. Hồi năm ngoái á, em trang trí hả chỗ cái đường mà cửa trước nhà em á, bậc cầu thang á, em để nhiều dữ lắm. Hai bên mà hả khu vườn nhà em nó có mấy con gì ta? Con sóc hay cái con gì á, nó gặm tanh banh hết trơn luôn à. Chưa tới lễ là nó đã gặm muốn hư hết phân nửa luôn rồi. Bởi vậy trang trí cho vui, cho hưởng ứng rồi chụp hình thôi, chứ còn không biết là tới mà năm nay tới lễ không biết còn không nữa, hắn gặm tanh banh hết không biết luôn, nghi lắm. Bây giờ em kim lựa thêm mấy trái nữa. Mình lựa mấy trái nữa Philip ơi. Đây là thành quả của hai mẹ con qua bên farm mua này nghe cả nhà ơi. Hoa với lại pumpkin. Bây giờ em trồng liền lên cho lễ kịp nở. Này thì nó nở đẹp nè. Còn này đang nụ nụ. Rồi bây giờ vô tính tiền thôi. Xinh quá cả nhà ha, rất là xinh luôn. Philip ơi, Philip đang đứng trên chiếc xe bông nè cả nhà ơi. Phù thủy Halloween nè cả nhà ơi, dễ thương quá à. Cái đầy xe luôn cả nhà ơi,
sắp đầy xe rồi. Cái em cần mua là cái này nè cả nhà ơi. Một bịch như vậy, nó vô sẵn như vậy là 7 đồng 98. Em cần 3 bịch rơm này.